Đây là mình gắn cái khởi thủy 32mm của hoa sen. Làm thì phải đi ra máy coi coi sao đó hả? Chịch con tán rồi, cái dẫn vô khó lắm. Đây là cơ thể 32 của hoa sen. Kêu nó đếm khách coi, kêu đơn vụ kêu nó đếm khách coi nó như thế nào. Cái lượng khách nó đều bình quân ra đếm trong một tầng hai tầng vậy đó, rồi nó có bình quân ra có được không? Thế mình chụp vô ống 34 luôn. Xoay cho coi cái độ dày cái chung. Bài kia quay lại với cái thằng kia nữa. Ừ. Rồi. Để đi ra máy coi coi sao mới được, công chuyện tùm lum trơn đi. Xương cơ thể mình gắn vô là không có lấy ra được. Để mình xếp cổ dê để đảm bảo nó chắc ăn luôn. Được rồi, không tới thôi. Chết em cưa mấy kia à? Ừ. Mình gặp con ngâu chưa? À, có gì anh Phúc? Gặp con ngâu chưa? Được. Ngâu nó bằng ngâu thủ. Ờ, chừng nào? Rồi, chụp vô ống 34. 9 giờ 10 rưỡi cái này, 9 giờ rồi. Rồi, xin kết thúc video này.